liên quan đến Central Bank, bởi vì là đây là sẽ là những cái câu hỏi mà chúng ta có trong các cái hệ thống các cái câu hỏi đề thi của mình cuối kỳ. Thế thì các bạn có gửi cái file bài tập này chưa nhỉ? Ở lớp mình nhỉ? Cô gửi file này chưa? Còn lớp ơi. Ok, bây giờ các bạn mở file bài tập này ra, chúng ta sẽ chữa cái file bài tập, chúng ta chữa hết cái bài hết theo cái file bài tập của chương này đã. Rồi chúng ta mới chuyển sang chương tiếp theo. Sau này thì cô chỉ review lại chứ cô không chữa lại nữa. Chữa bài tập thì chúng ta sẽ lấy tinh thần xung phong theo từng cá nhân. Và cứ mỗi một lần chữa bài tập các bạn sẽ được cộng 0,5 điểm vào bài kiểm tra. Chúng ta có hai bài kiểm tra giữa kỳ thì chúng ta sẽ cộng vào cái điểm kiểm tra. Mà cái này là chúng ta cộng điểm cá nhân nhé, không cộng điểm theo nhóm. Cô ơi, cô chưa gửi ạ. Cô chưa gửi à? Thế để cô gửi Vâng ạ. qua 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 chat nhé, cửa sổ chat nhé. Xin chào. Lớp mình xem nhận được chưa? Bạn xem nhận được chưa? Cả lớp ơi, các bạn nhận được cái file bài tập cô gửi ở trên cái cửa sổ chat chưa? Rồi ạ. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ chữa bài thứ nhất trước. Cô để cho các bạn khoảng 5 phút các bạn xem đi. Xong chúng ta sẽ lấy tinh thần xung phong. Chúng ta chữa từng bài một ạ. Các bạn làm ra giấy xong các bạn chụp màn hình kết quả để các bạn share nhé. Giúp cô.